Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tất cả mọi người một cái dòng đẩy em vừa sưu tầm và xong. Thật sự là nó quá đẹp mà thương hiệu rất là lớn các bác nhé. Và các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các nhé. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Vâng ạ. Các bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện trực tiếp giúp em số này các bác nhé. Gọi trực tiếp giúp em số này bởi số lượng có hạn các bác nhé, chỉ có 4 cây cục này thôi. Cũng không có nhiều nữa rồi, thời điểm hiện tại giờ không có hàng để mua nữa rồi các bác nhé. Đấy, và đây bốn con đẩy là A800, hàng thương hiệu Đắc Đan Kinh, không phải là DK đấy. Đấy, tên tuổi thì là tên tuổi của những thương hiệu của Anh Quốc các bác nhé. Đấy thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều, cái dòng máy LA nó là dòng máy thực sự là nó quá là danh tiếng đúng không ạ, quá nổi tiếng rồi đúng không ạ. Tiếng vừa khỏe vừa hay, chất âm trung thực và độ bền thì nó thực sự là nó có tên có tuổi, không nhất thì nhì trong những dòng dòng đẩy này các bác nhé. Đồ bền kinh khủng khiếp luôn, tiếng hay các bác nhé. Con này máy 32 sò, còn rất nhiều bác hỏi là sò tính như thế nào thì em trả lời các bác là nếu đúng đủ sò thì con này đúng 32 sò, nhưng nó chạy 28 sò chính, còn 4 con bù áp các bác nhé. Thế người ta gọi là sò thì đếm chính, còn đâu bù áp chạy bao nhiêu con thì tính riêng. Đấy thì tính một con bù áp này nó có giá trị rất là lớn các bác nhá. Nếu như trong trường hợp mà muốn đánh công suất lớn hoặc là điện mà yếu thì có những con bù áp này nó sẽ vớt điện rất là nhanh, nó bù áp vào đó nên là nó rất là khỏe các bác nhá. Dòng máy mà không có bù áp thì em chỉ nói đơn giản, nếu như máy mà không có bù áp, nếu 32 sò không có bù áp chưa chắc là bằng con máy mà có 24 sò có bù áp hoặc là 28 sò có bù áp đâu nhá. Đấy, một con máy 28 sò bù áp có thể nó khỏe ngang hoặc có thể là hơn con 32 sò rất nhiều các bác nhá. Đây làm giải thích cho những bác nào chưa hiểu, còn nó chắc chắn là những bác nào mà làm về thợ thì các bác nói qua như vậy là các bác biết rồi. Đấy, máy con này thì nguồn nó to chà bá luôn, nguồn quá trời to luôn đúng không ạ. Đấy, máy toàn bộ các bác nhìn này, zin từng con ốc các bác nhìn chưa, cái keo của nó các bác nhìn chưa, vẫn còn zin nguyên luôn. Đấy các bác nhìn này, còn nguyên bụi bẩn này về zin keo luôn. Đấy, các bác nhìn chưa, máy hàng tuyển chọn chắc chắn nó sẽ khác hoàn toàn với những cái dòng khác các bác nhá. Máy thì nó chạy tụ là năm hàng bên này và bốn hàng bên này là tổng tất cả 20 con tụ các bác nhá. 20 con tụ, chất âm của nó cực sạch luôn. Một dòng máy đến từ những thương hiệu các bác nhá. Dòng máy đến từ công nghệ của USA các bác nhá. Và đây đằng sau nó có đầy đủ các thông tin cho các bác luôn. Đấy, Technology from USA, made in PRC. Đấy, đầy đủ CG rất đầy đủ cho anh em luôn. LA các bác nhìn, đầy đủ CG hết luôn. Không thiếu gì luôn. Đây các bác còn những cái con nó còn nguyên tem DK này các bác nhìn nhá. Đấy các bác nhìn nhá. Dây dợ thì bao chất cho anh em luôn. Đẹp. Máy thực sự là không chê vào đâu được các bác nhé. Cái dòng này thì nó ra công suất thực của nó. Riêng dòng máy là A thì nó ra công suất thực, nó không ghi công suất ảo như một số các hãng khác. Thực tế rất nhiều bác cứ lầm tưởng là nó ghi số to, thực ra cứ như là nghĩ là nó rất là khỏe nhưng không phải đâu. Dòng máy mà nó là hàng tiêu chuẩn, có tên tuổi thương hiệu bao giờ nó ghi công suất rất thật. Con này thực tế nó chỉ ra 800W một kênh, coi là 1600W hai kênh. Ở đánh ở 8 ohm các bác nhá. Còn ở 4 ohm nó sẽ gấp đôi lên các bác nhá. Ở 4 ohm nó sẽ gấp đôi lên. Còn 8 ohm của nó hoạt động đúng chuẩn 800W một kênh, chuẩn chỉ không sai một ly các bác nhá. Đấy. Thì nói chung là những cái con đẩy như thế này thì những cái loa full bass 30 thì có thể chơi được hai cặp các bác nhá. Riêng loa full bass 30 có thể chơi được hai cặp. Đó. Thực ra cái công suất của loa full ấy, bass 30 nó chỉ loanh quanh tầm 300W đến 350W một chiếc. Thì là có thể chơi được hai chiếc. Có rất là ok các bác nhá. Em đã thử test rất nhiều và đã đánh bao nhiêu năm trời rồi. Rất là ổn định và không có hiện tượng bị lỗi các bác nhá. Đấy. Chuẩn chỉ là đầy đủ là 800W một kênh. Đấy các bác nhìn chưa? Đấy. Rồi ok. Thì con này thì em nói luôn về vấn đề. Thì thời điểm hiện tại giờ là con này em đang bán cho anh em ra là 4.700.000 đồng. 4.700.000 đồng một cục này em bao ship cho anh em luôn. Còn anh em đã đến nhà mua em sẽ giảm bớt tiền ship đi các bác nhá. Đó, 4.700.000 đồng bao ship cho anh em. Đấy, bao ship, bao zin, bao đẹp cho anh em luôn. Coi là bên em bao zin toàn phần cho anh em. Các bác nhìn từ cái từ con ốc này, từ cái chân của sò. Thực ra cái dòng này các bác biết là nó quá lành rồi. Nếu để nói cái dòng này mà nó hỏng thì rất là ít hoặc rất là thấp, gần như không có hỏng. Và những cái dòng này thường thường nó sẽ cao hơn cái dòng khác một chút. Ví dụ những cái dòng cúc ba hay sò thì nó có thể rẻ hơn so với dòng này khoảng mấy trăm. Đấy, các bác đừng đếm sò để ra tiền các bác nhé. Có rất nhiều dòng máy mà nó có đắt tiền hơn như này cơ. Ví dụ cũng là máy 16 sò nhưng mà con 16 sò sắt nó khác, 16 sò tô nó khác và 16 sò than nó khác các bác nhé. Chứ các bác được đếm sò. Đấy. Và những cái dòng máy tiêu chuẩn như này thì nó thật các bác là nó không có số
số lượng nhiều, nhất là máy DK đó thì không có số lượng nhiều các bác nhé. Em bán đúng chuẩn chỉ cho anh em là 4,7 triệu một cục, bao ship cho anh em luôn, bao ship, bao zin, bao đặt cho anh em luôn đấy. Máy LA800DK cũng như máy DK các bác nhé, nhìn vào đây đó. Và anh em nào trong video này ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhé. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhé, nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác quan tâm theo dõi.